Em chào bác. Thì trong cái clip vừa rồi á, thì em cũng quay chia sẻ với các bác là về anh hàng xóm á, anh đi trồng cà phê. Thì hôm đấy thì các anh chị trồng thì em chỉ quay chia sẻ với mọi người một cách bình thường thôi. Thì em cũng đăng clip lên thì cũng có rất nhiều bác là các bác em thắc mắc và hỏi em là trồng cà sao lại trồng như vậy. Thì hôm nay thì em xuống nhà anh chị, tại vì còn vẫn còn mấy cây cà anh chị vẫn chưa trồng hết. Thì em lấy cái cà và em ngồi em nói chuyện với bác và chia sẻ các bác là cách trồng cà phê của đa số khu vực em bây giờ, và bản thân em là đa số nó sẽ trồng như vậy, và em nói với các bác lý do vì sao mình lại trồng như vậy nhé. Thì đây là cái cây cà, cái cà hôm bữa trồng này các bạn này, cái cà là hôm bữa trồng. Thì các bác thấy là hôm bữa là trồng, và em cũng hay chia sẻ các bác là mình trồng là mình chỉ có cắt cái bịch này thôi và bóc ra và có cái rễ dưới này này, thì mình cắt cái rễ cái ấy, nó cắm xuống ấy và nó quấn ở dưới đáy này này, thì mình cắt đi và mình trồng, chứ sẽ không là cắt cái bịch như như mọi người là bảo cắt cái bịch từ đây đúng không, cắm bịch từ đây. Thì em không trồng như vậy vì lý do như này các bạn này. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cụ thể bác là cái lý do mà tại sao mà em hay chia sẻ mọi người là mình trồng cà như vậy. Thì các bác thấy không, những cái cây cà bây giờ này này, đa số mình mua ở trại giống, thì các anh em ở trại giống ấy, các anh em chăm cà nên phát triển rất là mạnh luôn, thì phát triển rất là mạnh, cái thân nó nên rất là nhanh luôn và khỏe, thì để các anh ấy ghép, anh em ghép ghép và bán thị trường. Thì đó là về về cái tính lợi nhuận, thì anh em làm như vậy thì mình cũng không thể trách anh em được. Nhưng mình mua cây giống về, các bạn biết sao, những cái cây giống đó thì thường thường là cái rễ tơ này, mình gọi là cái rễ của cây cà phê này, thường thường nó như cái cây cà này này, thì rễ như cái nhìn như cây cà này các bạn nhé, thì rễ nó đang rất là ít, nó ít. Thì khi mà mình cắt cái khoảng tới đây này các bạn này, thì bao nhiêu cái rễ của mình nó ra ở đây, nó cắt thì mình đứt bị mất hết rồi, thì cái rễ của mình coi như rễ này bị mất hết, thì cái tỷ lệ rễ trong cái bầu này nó còn ít nữa. Thì cái đó là cái lý do đầu tiên là mình nó trồng, khi mình cắt như thế rồi là mình trồng xuống đất của mình, thì cây cà của mình các bác cũng hiểu rồi, tất cả mọi nguồn chất dinh dưỡng và hút nước là từ cái rễ của mình. Mà bây giờ cây cà của mình đang trong vườn ươm như thế này mà mình cắt như thế mình trồng, thì cây cà mình gặp thời tiết đầu mùa nó sẽ không bao giờ thuận mưa là mưa dầm, nó bữa mưa bữa không, mà có khi nắng dài một tuần hoặc là 2-3 ngày mà mình cũng phải bật tưới. Thì cây cà mình trong khi đó ra nắng như thế thì nếu mình bị tổn thương bộ rễ rồi thì nó không có thể là hút chất dinh dưỡng ổn định được cái cây cà, thì cây cà của mình nó sẽ bị kém và nó héo. Nó héo, ví dụ các bác là chăm cẩn thận á thì nó sẽ phục hồi lại và nó cũng sẽ lên. Thế nhưng mà cái tỷ lệ như thế thì đó là khi là các bác phải chăm cực kỳ cẩn thận thôi. Còn nếu như bây giờ bình thường mình như bây giờ thì đa số là mình trồng cho vườn và mình hầu như là mình để cho nó một cái mức tự phát triển gọi gần như tự nhiên đấy, thì nó sẽ mất thời gian hồi phục cái rễ này của mình, và cái cây cà của mình nó bị kém ấy, nó các bác trồng các bác sẽ dễ xảy ra cái tình trạng là cây cà của mình trồng ra vườn nó bắt đầu bị nắng lên cái nó bị héo rũ, là nó nguyên nhân nó là như vậy. Thì em sẽ không làm vậy, tại vì lý do không làm như vậy là vì là nó sẽ cây cà mình nó kém rồi. Và cái thứ hai các bác này, các bác cứ bảo là cắt như thế để cho nó ra cái rễ mới cho nó thẳng rễ, thì em nói thật lòng các bác là cây rễ cà ấy mình đã cấu rồi, thì còn mọi cái rễ tơ khác thì nó phát triển cây cà nào thì nó cũng sẽ phát triển rễ lung tung hết, chứ mình không thể định hướng cho cái rễ của nó phát triển một chiều được. Cái đó là cái chắc chắn rồi, các bác muốn làm cái gì làm cái rễ nó cũng sẽ phát triển đại trà ra lại lung tung ra mọi hướng, chứ không thể các bác gò bó bắt nó phải phát triển một chiều theo ý các bác, là cái điều đó không có đâu. Mà cái triết lý đó là cái triết lý vô lý, chứ không thể nào mà như thế được. Nên là khi các bác cắt, bác càng làm tổn thương rễ bao nhiêu cây cà của mình càng yếu càng kém đi thôi, thì mình hạn chế cái tổn thương rễ, thì chỉ có muốn là mình phòng là cái rễ cái của mình nó bị cong, nó sẽ đâm ngang, thì ở đó thì đó cái lý do đó thì nó sẽ là không tốt, thì mình chỉ có bấm đi để làm sao cho rễ khi nó đâm thẳng xuống. Thì còn mọi cái rễ khác nó có chả liên quan cả, các bác cứ để cho nó hút chất dinh dưỡng hút nước thì cây cà mình nó mới ổn định, nó không bị héo và phát triển ổn định được. Và cái nguyên nhân nữa các bạn, khi các bác cắt cái bịch như thế thì cái rễ của mình tổn thương, mình trồng xuống thì các tất cả các vi sinh vật có hại hay có lợi, có hại thì nó sẽ tấn công cái rễ của mình rất là nhanh và đó. Và ví dụ các bác trồng dưới đất, các bác trồng đất mà các bác gặp mưa ngay, mưa lớn đi, thì cái lượng nước mưa của mình nó thấm ở đây, cái rễ của mình nó chưa có độ liền, thì nó khi gặp phải nước mưa đó thì nó rất dễ bị tổn thương, có khi là những cái đoạn cái rễ đó nó sẽ bị thối, thì thối những cái đoạn rễ đó thì sẽ làm cho cái cà của mình bị kém, nguyên nhân nó là như vậy các bạn. Và cái nữa các bạn này,
các bác cứ bảo là trồng cà phê này các bác phải bỏ cà phê 2 rễ 3 rễ, nhưng em nói thật lòng với các bạn luôn, hôm nay em chia sẻ thật lòng, tại vì em đã từng múc vườn cà và xem anh em múc vườn cà rất nhiều và tham khảo rất là nhiều, thì tỷ lệ mà những cái vườn cà ấy, các bạn mà múc á, đi á, thì xem 10 cây cà phê á, ở trên đất đỏ đất đẹp này luôn các bạn nhá, 10 cây cà phê của mình thì phải mất 7-8 cây, có khi đến 9 cây cà phê của mình là đều là 2 rễ, chứ không bao giờ là gọi là 1 rễ hoàn toàn không đâu. Nên là khi mình trồng, mình cũng đừng mang cái quan niệm đó quá để mình trồng cái cà phê của mình. Tại vì khi các bác cắt rễ này thì các bác cũng chả chắc các bác tự tin được là cái rễ đó nó sẽ ra 1 hay là 2 rễ, có khi nó ra 3 rễ thì sao, cái đấy các bác không thể tự tin các bác nó chắc được, tại vì nó bị đứt rồi. Thì các bác nên bác cũng hiểu cái nguyên lý của cái cây đó, đơn giản như cái chồi này các bác cắt đây đi thì các bác cũng không thể chắc nó sẽ ra ở đây là một chồi được, có khi ra 2, 3, 4 chồi thì sao, mình đâu thể chắc được đâu, đúng không nào? Cái điều đó là không ai thể nói trước được, mà thường thường nó sẽ ra rất nhiều chồi, ít nhất là 2 chồi. Thì cũng như cái rễ thôi, mình cắt như thế thì khi nó đẩy ra nó sẽ đẩy nhánh ra, thì thường thường sẽ đẩy nhánh ra là 2 nhánh, hiếm gọi lắm mới là 1 nhánh. Thì cái nguyên lý các bác bảo là các bác cắt để cho nó xem kiểm tra 2 rễ, bác bỏ cái 2 rễ đi và để lấy cái 1 rễ, thì khi nó ra lại cái rễ mới thì nó vẫn là 2 rễ. Thì các bác bỏ đi có phải nó là vô lý, em nói thật nó là vô lý luôn chứ không phải là hợp lý một cái gì cả. Còn các bác bảo là phát triển kém ấy, thì em nói thật các bác là không phải đâu. Các bác nên hiểu một điều này, bây giờ tất cả các nước tiên tiến bây giờ họ đang trồng và họ nhân giống cây cà, họ nhân giống theo cái hình thức gọi là, em thì em nói về khoa học thì em không được gọi nói cho hay cho lắm, nhưng mà nó kiểu là nhân giống kiểu là vô tình, nó kiểu các nước nó cắt cái chồi này mình bác này, họ ghép cái con nữa, mọi cái chồi này họ về dâm ủ để ra một cái con mới. Thì các bác nghĩ làm gì nó có cái rễ cọc nào, đa số toàn bộ nó là rễ chùm và rễ tơ. Thì họ vẫn trồng và họ phát triển nguyên cả một đất nước phát triển về cà phê như Brazil, họ đang làm như vậy. Thì tại sao mình lại cứ mang cái quan điểm như vậy để mình làm gì? Mà em nói thật các bác nhé, trong khi cà phê giống rẻ này thì mình cũng đã không, mình cứ cho là mình bỏ đi hoặc mình ươm được bỏ đi thì nó không đáng bao nhiêu, mình cũng không tiếc lắm. Nhưng các bác thử nghĩ bây giờ mua một cây cà phê như này, hiện tại cái này bây giờ nó là 21.000. 21.000 bây giờ kiểm tra cái cây nào là 2 rễ hoặc là 10 cây, 6 cây 2 rễ. Mà các bác hoặc là 4 cây 2 rễ hoặc 5 cây 2 rễ các bác bỏ đi thì em nói thử các bác là có đáng như để mình bỏ không các bác? Nó hoàn toàn là sẽ không đáng. Em nói thật nó hoàn toàn là không đáng. Nên em khuyên thật lòng các bác á. Khuyên thật lòng luôn. Các bác làm á, các bác dọc bịch này thôi. Và các bác cây rễ nào cong rễ các bác bấm đi thôi và các bác trồng xuống là cây cà mình ổn định nhất và đẹp nhất, nó không có bị ảnh hưởng gì cả, nó phát triển vẫn đẹp vẫn bình thường. Còn sau này đẹp hay không nữa là do chăm sóc của mình ngoài vườn nữa, chứ còn bây giờ bác hạ một cây cà phê đẹp xuống ra vườn các bác không chăm sóc thì nó cũng là vô vị thôi, chứ không thể nói là nó lên đẹp được mà các bác không quy chụp cho nó là 2 rễ nó lên xấu, nó không phải. Bây giờ các bác nhìn thấy cây cà kém 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 các bác nhổ lên các bác bảo cây lên 2 rễ thì cái giờ bác nhổ cây cà tốt lên cũng vẫn là 2 rễ thôi. Nên các bác đừng có, tại vì các bác rổ trong vườn cây cà xấu ấy, thì bác rổ thôi, còn bình thường các bác đâu có rổ cây cà tốt đâu. Chỉ khi bọn em múc vườn toàn bộ bọn em mới kiểm tra thì mới thấy rõ được là nó kiểu nó như vậy. Thì tại sao mình lại cứ chỉ vì một cái nhìn nhận thật thiện cận của mình rồi mình quy chụp cho cái cà phê của mình là như vậy là không đúng. Chứ còn bây giờ các bác cứ cắt đi, nói về đây đơn giản như cái cây cà, còn cái cà như em nói về cái cây cà mà bịch họ cái bịch lớn mà cả 2 năm hoặc cái rễ nó nhiều thì rễ phát triển khỏe nhiều, nó bó xung quanh đây nữa này và dưới đây rất là nhiều, nên các bác cắt này đi này thì cũng như vừa nãy em nói, cái sự tổn thương rễ rất là cao, nói chung là vi khuẩn này, tuyến trùng này, độc hại tấn công cái vết đó rất là nhanh, và mưa xuống nước hoặc tưới nước nữa nó làm cho những cái vết đó rất dễ bị thối và tổn thương, thì nó làm cho cây cà mình bị kém. Có khi nhiều bác trồng ra bảo sao lúc tôi lấy trồng cái đẹp thế mà khi tôi trồng ra một cây cà vườn cà tôi tự nhiên nó vàng hết lại mà mái nó không lên được, thì cái lý do là như vậy đó. Tại vì nhiều khi các bác trồng như vậy nhá, nó tổn thương rễ này xong các bạn lại thấy nó vàng vàng, các bạn lại sốt ruột quá, các bạn lại tưới nước và các bỏ một ít phân, thì cái phân này nó xuống nữa nó lại làm cho tổn thương tiếp cái rễ và cái gốc cà nữa, thì cây cà mình nó lên rất là kém. Nên là nhiều lúc các bác nói và thắc mắc với em thì em thì thật các bác chẳng lẽ bây giờ mà đi cãi nhau với các bác thì em cũng không đúng, nhưng mà chia sẻ với các bác mà để mà không cụ thể được ấy thì các bác này cứ nghĩ là em quay chơi, nhưng thực sự ra là bác này, tất cả mọi thứ em chia sẻ với các bác và mọi người là không thể nói quay chơi được, và muốn là làm sao là mình đưa ra một cái
cái gì đó để mình làm là tốt nhất cho bà con mình thôi. Chứ còn bây giờ quay chơi chơi nói tào lao với các bác thì các bác làm mà không được thì nói chung là thiệt hại kinh tế cho các bác. Dạ. Dạ. Thì kính như hôm bữa tại sao mà lý do của nhà ông anh là ông trồng như vậy là vì vậy ngày xưa anh cũng quen mà anh cắt như thế. Nhưng mà rồi khi mà cũng được tìm hiểu và được anh em phân tích thì thấy nó là như vậy, nên anh cũng giờ anh cũng không cắt nữa mà anh sẽ làm như vậy. Nó vừa nhanh này, vừa khỏe cái cà mình, cái cà mình bị tổn thương khỏe cái cà mình và làm mang lại cái độ sinh trưởng cái cà của mình nó ổn định. Thế còn bây giờ các bác mà cứ cắt này này, dế đa số em nói thật các bác nhé, có một cái lý do nữa này, khi tất cả các bác gom cây giống bắt cắm cái cây con xuống có khi là cây gốc dế nó phát triển được đây này, nó từ đây thôi thì bộ dế nó phát từ đây xuống đúng không nào, trên này có khi chẳng có dế nào đâu. Nếu như cái hiện tại những cây cà này là khu vực này hất lên này, là cây cà này là không có cái dế nào cả, nó chỉ có từ đây xuống thôi. Thế mà từ đây xuống ấy, bây giờ các bác cắt đây rồi, chỉ còn cái khúc này là cái dế cà của mình là phát triển dế thôi. Thì các bác thử cho em thử hỏi các bác là cây cà mình nó có khỏe không và nó có ổn định không, chắc chắn là không rồi đúng không, chắc chắn là sẽ không. Thế nên là em tại sao cũng hay khuyên các bác là như vậy, và các bác nếu các bác là không tin thì các bác cứ nói chung các bác bảo các bác thử, có khi các bác không dám, nhưng đó thực sự nó sẽ là như vậy. Và các bác nói chung để tôi mà nó thử đi, các bác thử, các bác trồng một hàng cà phê của mình mà các bác cắt như thế, một hàng cũng cắt, các bác thử để trong cây cà phê bước đầu mình khi mình hạ đất, cây cà phê nào khỏe hơn và cây cà phê nào yếu hơn các bác nhé, thì các bác sẽ nhìn nhận được cái sự khác biệt của nó, và sau này khi chăm các bác thấy nó lớn lên và nó khác như nào. Còn bây giờ nhiều khi nó thấy các bác này, các bác làm các bác chăm lên thì khi các bác chăm cẩn thận thì các bác cắt như này thì nó cũng vẫn lên không sao cả, tại vì con dế nó vẫn còn sống, nhưng cái thời gian từ cà phê của mình đứng lại là lâu thì nó chậm cho mình thôi, và sau này mình chăm thì cũng vẫn lên. Và nếu như cái vùng đất của mình mà bị tuyến trùng nhiều hoặc là bị nó không, nói chung vùng đất của mình là không, đất của mình không sạch thì cây cà mình tổn thương nhiều thì nó sinh ra cái tình trạng là mình trồng 10 cây mà có mất 3-4 cây nó lại bị kém bị vàng, nó là vì như vậy đấy, chứ còn nó không thể là đồng đều vườn của mình được, nó là kiểu là như vậy các bạn. Thế nên em cũng chỉ khuyên các bác là như vậy thôi, chứ còn em cũng không phải lên để nói là tranh cái các bác mà cậy tài cậy khôn hay cậy giỏi gì em không nói, tại vì thực ra mình chỉ muốn chia sẻ làm sao những cái kiến thức cụ thể và những cái hay cái tốt đưa đến mọi người để mọi người có thể làm và phát triển và trồng để cho cây cà nó được ổn định và nó khỏe. Đi ăn gì anh? Hái dâu rồi anh. Nó khỏe nó là như vậy, chứ còn bây giờ nếu mà mình mà cứ em nói thật một câu, nhiều khi các bác vẫn cứ quen thôi, kiểu trồng kiểu ngày xưa, em ngày xưa cũng trồng vậy mà bây giờ mình mấy cũng trồng như ngày xưa ấy, thì em thấy nó có nhiều cái nó không tốt, như vậy thì mình chia sẻ với mọi người thôi. Thế còn về quy trình chăm trồng cái cả con này thì cũng như hôm bữa như vườn của anh chị trồng thì nó là như vậy, và khi mà mình tốt hơn nữa thì nói cho các bác là mình bón nót bằng lân, có phân ủ hòa thì mình bón nót phân ủ hòa từ trước và sau bón thêm lân nữa, và khi bón lân nữa rồi mình khi mình trồng cái cà con thì mình rắc thêm cho một ít basozin và cộng thêm một ít humic hoặc là mấy cái dạng phân tự tượng như humic ấy để kích thích và phát triển bộ rễ, rồi mình trộn vào đất rồi mình trồng vào cái cà con này. Và trồng khi trồng cái cà con xuống ấy thì em khuyên thật lòng các bác là nếu mà nó mưa thì mình cũng không thể làm thay đổi được, còn nếu không mưa thì các bác cũng đừng có vội tưới, mình để cho cây cà con của mình trong vòng khoảng một ngày hoặc hơn một ngày khi nó ổn định lại cái mắt cái vết đứt của rễ của mình ấy thì sau đó bắt đầu mình mới tưới thì nó sẽ đỡ bị tổn thương cái nước của mình, đỡ ngấm cái vết thương các bác, nó đỡ tổn thương cái bộ rễ của cây cà con mình thì cái cà con mình sẽ phát triển đẹp và tốt hơn các bác nhá. Đó đấy là để làm tỉ mỉ, còn nếu không thực ra là bác như này này, ngày xưa đất nó còn tốt, nó còn không có nhiễm nhiều như bây giờ thì bọn em thực ra là bác là đều trồng chay hết, vác cái cuốc xách cái cây cà phê ra cuốc và trồng luôn cơ, rồi trồng xuống chứ cũng không có gì là cầu kỳ cả, mà cây cà phê vẫn phát triển bình thường, vẫn tốt bình thường chứ không sao hết. Nhưng bây giờ mình tại vì cái giống thì đắt, cái đất của mình bây giờ đất của mình là đất nó không còn sạch như ngày trước nữa, thì muốn chia sẻ mọi người thì để mình trồng cây cà làm sao cho nó đảm bảo là như vậy. Chứ còn nếu để nói bảo tôi trồng kiểu gì cũng được, thì đúng rồi, trồng kiểu gì nó cũng được hết á, nó cũng đều sống hết, quan trọng là nó sống có tốt hay không, có đồng đều không và nó khỏe hay không thôi. Chứ còn nếu để nói ấy, thì thực ra cây cà phê các bác vứt để có khi trời mưa cả mấy tháng rồi nó vẫn lên, mà nó bám cái bịch xuống đất cái nó vẫn sống vẫn lên bình thường, chứ nó đâu có chết đâu. Quan trọng nhất nó làm cho cây cà mình phát triển nhanh ổn định và khỏe mạnh về lâu về dài, nó là như vậy các bạn. Thì em qua để chia sẻ mọi người vậy thôi, giờ thì em xin phép em dừng cái clip này.
rồi em đi xem mấy anh em làm công việc của em. Em chào bác nhé, hẹn gặp các bác video lần sau. Tốt anh.